cô Vân. Làm sao để mua cái chỉ buổi chiều ngày hôm nay mà buổi chiều ngày mai cũng vào lúc 14:45 tại địa điểm Hoàng Văn. Các vị anh chị của chúng tôi phát triển học tập âm nhạc Việt Nam sẽ lần nữa biểu diễn các quan họ đến từng vườn để phục vụ toàn thể quý vị. Nhân dịp cả tết kính tí, kính thưa quý vị, vừa rồi là câu hát nói về giữa miền của hình chị quan họ, nửa trăng nửa chiếu nửa giường để báo đợi ai. Và thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới thì chúng ta đi cầu tài cầu lộc cầu nhân duyên. Bao con một chiếc thuyền lá có về với hội cánh hoa tầng trời. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà để chúng mình về thưa tới mẹ cha. Và ngay sau đây Đức Huy sẽ giới thiệu một làn điệu hát dân ca Hà Nam làm trong tổ khúc Giai Duyên Mời Trầu đến từ phần thể hiện của các hiền chị liền anh quân họ. Và sau đây đến khúc tổ khúc bao con xin phép được bắt đầu. Hôm nay hồi con thiếu đông quá. Tình rằng anh ta
Hầu ra
ông đấy. Đứng đây này. Đứng đây. Đứng đấy.
oui, ils sont tous, ils ont les yeux rouges. Cái cũng hay. Ngoài kia thì
nói đi về bố. Đi. Tên chứ xuất sắc xuất sắc giấy như nãy